Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phẩm khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, này trọn đời giữ đạo theo tử tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh nay. Cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ muộn mây, trong quay về bờ giác nay kỳ nguyện ngay nay chính là ngày nay. Chư tăng a mãn hạ đem nay đức lành phổ hóa chúng sanh, chúng con một dạ chí thành này cúng dường trì tụng hồng danh đức ngài. Nguyện ngay tất cả ba ngôi Tam Bảo đức bổn sư ngay từ phụ lạc ban giáo chủ Di Đà cùng là Bồ Tát các vị thánh nay tăng hiệp nay ba cõi mười phương tăng chúng mong từ bi tiếp độ chư vị hương nay lên cứu nguyện tất tổ siêu thân ca mẹ hiện nay thế phước tăng nay thọ trường nay khắp chúng sanh sớm rõ đường ngày đạo đức ngay thoát ngay mũi mê chứng ngay Phật ngay quang minh nay ngưỡng mong đức cả quay linh từ bi thương xót chứng minh hộ trì Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Hai tác đại chứng ngay bên nay đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng tài giải khắp trời người cha lành chung bốn loài quy y chọn một niềm dứt sạch nghiệp ba kỳ sinh dương cùng tán tán nước kiếp không cùng tận Phật chúng sanh thánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bằng lưới thế châu quý đạo tràn mười phương hoặc bảo hào quang sáng ngời chứng bảo tỏ tâm chúng con ảnh hiện cúi đầu xin thề nguyện quý ngay ngay khi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Niệm Tam Giới Hoa Hiền Thị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thượng Tu Tăng khi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Kim lư vừa đến chim đàn thắng trong tam giới đạo tràng mười phương thiên thần mây báo kim từ chư Phật rõ biết ngọn lương chỉ tiền pháp thân còn thấy hiện tiền chứng minh lương nguyện với niềm ban cho Nam Mô Hương Văn Thái Bồ Tát.
Phật nói kinh Vô Lan Bồn mạng ta từng nghe lời tác như mày. Một thứ nọ Thế Tôn an trụ xá về thành kỳ tụ liên trung. Một liên mới đạn đồng tâm muốn cho cha mẹ khối bầm cầm lưng. Công dưỡng dù thâm ân giống trà nghĩa sanh thành nao cá mong đền. Làm có hiếu hẳn vì tiên đèn dùng quê nhán dưới trên chiếm thầm. Hay lòng mẫu sanh làm gia quỷ không muốn ăn tiêu tí hình hài. Một liên ấy lấy đi phở chai. Yeah, hai tô phở chai của chị đây. Nhắm đi. Cảm ơn chị. Wow, Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tô phở chai rất là ngon nha quý vị. Mời quý vị dùng ăn chay tại chùa Quán Âm Thiền Viện. Đúng rồi, cảm ơn những bàn tay hảo tâm đã không ngừng đóng góp đến với chùa trong thời gian qua. A Di Đà Phật. Wow, bánh cam rất là ngon nha quý vị. Wow, nóng hổi vừa ăn vừa thổi. Ngon quá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính tri ân. Con xin đem nguyện công đức này hiến dâng đến tất cả quý vị. Kính chúc quý vị một mùa Vu Lan thân tâm luôn an vui hạnh phúc. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật.